tiên này để xem là Dasi của Lạc Lạc sẽ triển khai như thế nào đây. Dasi kết hợp cùng với Mina, tôi nghĩ rằng là bộ đôi bên phía Sài Gòn Phantom có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trước Case và HuyDZ với bộ đôi là Lorion cùng với Maja. Thì thực sự là một chiến thần, Snowball trận đấu là cực kỳ tốt với vị tướng này. Bâng đang farm rất tốt với cấp độ nhỉnh hơn so với Judas ở phía bên kia. Đó là pha thi đấu mà thiếu chút nữa Bâng đã để mất đi con rồng sau khi bị làm choáng lại bởi chính mục tiêu lớn này. Một cú làm choáng còn nói rất bất ngờ, đây là pha lao vào đến từ Sài Gòn Phantom. Họ đã có được cho mình một chiêu quấy rất đẹp đến từ vị trí của Lạc Lạc, sau đó là Red. Red vẫn chưa thể hạ gục được thành viên tiếp theo đến từ bên phía của Severus, và Red sẽ là điểm bị hạ gục chứ không phải là anh ta có được cho mình điểm hạ gục trong tình huống thi đấu vừa rồi. Đúng là như vậy, Maja đang xuất hiện nhiều ở vị trí trợ thủ và nó cho thấy sự khó chịu của quân bài này. Nhưng đây là một tình huống mà bên phía Sài Gòn Phantom tập trung 4 người và họ đã thành công trong việc bắt vào xạ thủ Dian. Tiếp tục tấn công, Bâng đang có được chiến thần, đánh thẳng vào vị trí của Case, lấy đi cái trụ đầu tiên ở khu vực đường rộng. Một tình huống tăng tốc đột ngột và những bóng ma Sài Thành đã có được thành quả của mình. Nhưng khi Judas cùng với 120 ký cùng nhau tới thì bên phía Sài Gòn Phantom họ mất hai người. Rất nhanh, rất nhanh đến từ vị trí của Judas cũng như là 120 ký trong lần phản kích này. 5 thành viên của Severus họ mất một, nhưng 4 thành viên còn lại đang làm tốt. Judas băng vào thêm một lần nữa, lần này sử dụng Long Diệt nhưng anh ta chưa thể hạ gục được Bâng. Bâng sẽ cố gắng để hạ gục được Judas trong tình huống này, và thậm chí anh ta không bị hạ gục ở trong tình huống đó. Một pha sử dụng băng sơn và quay ngược trở lại trả sát thương rất tuyệt vời đến từ vị trí của Bâng. Một pha xử lý quá hay của Bâng khi tưởng chừng như chỉ có một mình ở đó thì Bâng sẽ bị các thành viên bên phía Cyber Esports bắt lại, nhưng sau cùng Bâng thì anh ấy tụ hội cùng với Động Nam có thêm được một điểm hạ gục nữa, sau đó bật lên chiến thần gần hai ở khu vực đường giữa này, lấy đi chiêu cuối đến từ Case và cả cái trụ đầu tiên cực kỳ quan trọng ở khu vực đường giữa. Thì bên phía Cyber Esports cũng mất rồi. Mà trận thứ nguyên của Lạc Lạc tấn công 120 ký long kiếm đến từ vị trí của Đông Nam, rất nhiều lần kiếm vũ nhưng chưa đủ sát thương đến từ người chơi được tần thần xê ra của Sài Gòn Phantom trong pha thi đấu vừa rồi. Như đã nói thì Lữ Bố trong giai đoạn giữa trận nếu như có một lượng tài nguyên tốt thì hoàn toàn có thể trở thành một con quái vật. Và trong những tình huống thi đấu vừa rồi, Severus lại bắt đầu làm cái điều mà họ vẫn thường làm mỗi khi để đánh mất đi thế trận, đó là khả năng đẩy lẻ đến từ Judas và 120 ký. Tuy nhiên khi thấy bên phía Sài Gòn Phantom tập trung người ở đây thì họ đang muốn lấy lợi thế hơn người để đánh phản công. Họ bắt được vào vị trí của Lạc Lạc rồi. ZF cũng đang thấp máu, HuyDZ cùng 120 ký vẫn truy đuổi hất tung lên double kill dành cho HuyDZ. Bâng tới với chiến thần Lữ Bố, Đồng Năm cũng tới với quân bài Ari này. Red đang thể hiện được sức mạnh của IAT, đòi ngược lại những điểm hạ gục đến từ bên phía Sài Gòn Phantom, và họ mới là những người có lợi hơn khi đây là một tình huống 2-3. Với trong tình huống thi đấu vừa rồi thì những người đồng đội của bên phía Sài Gòn Phantom đã đến ứng cứu kịp thời hơn. Họ đã có được cho mình một pha trả đòn rất hoàn hảo khi mà ở trong tình huống trước đó họ đã mất đi đến 2 thành viên. Thì chỉ với 3 người còn lại, Sài Gòn Phantom đã đòi lại tất cả những mạng hạ gục của mình. Long Diệt được sử dụng đến từ Judas nhưng không có quá nhiều sát thương. Một trụ đầu tiên dành cho Sài Gòn Phantom ở bên phía đường lính thứ 3. Và rõ ràng Sài Gòn Phantom đã có một pha giao tranh thắng lợi, mặc dù trước đó chúng ta tưởng rằng họ sẽ thua pha giao tranh đó. Nhưng khi mà Bâng đến, khi mà Red có được cho mình một góc bắn thuận lợi thì hai chủ lực của Sài Gòn Phantom thừa sức cân tim khi mà Đồng Năm cũng gây ra một lượng khối khó chịu vô cùng lớn với Ari. Bông của Bâng là quá cơ động, họ đến quá nhanh, đến sau cùng thì Sài Gòn Phantom đã đòi lại bằng hết những gì mà bên phía Cyber Esports lấy đi, và thậm chí là họ còn có lợi thêm cả một đường lính siêu cấp nữa. Đồng Năm, đây là một tình huống mà Đồng Năm thi đấu quá sai lầm, một tình huống mà Đồng Năm quá tự tin. Tại sao Đồng Năm lại thi đấu như vậy, để làm những bước tiến của bên phía Sài Gòn Phantom đang rất thăng hoa lại bị chậm đi đôi chút khi họ sẽ thiếu người ở thời điểm mà con tà thần sẽ ra tiếp theo nó cũng đã chuẩn bị ra rồi. Hơi ngớ ngẩn so với một người chơi như Đồng Năm, thực sự là như vậy. Và rõ ràng là Đồng Năm pha thi đấu vừa rồi đã để mất đi một nhịp độ nhẹ của trận đấu. Tuy nhiên thì thời điểm này tà thần sẽ ra chưa ra, và chính vì vậy nên Sài Gòn Phantom vẫn hoàn toàn có thể yên tâm được pha thi đấu vừa rồi không phải là quá nặng. Đây là pha thi đấu mà 3 thành viên của Sài Gòn Phantom quá khỏe trước 4 thành viên của Cyber Esports. IDZ đã tiến ra sử dụng cho mình chiêu cuối bão từ trường rồi bị kéo ngược lại bởi lưỡi hái đến từ ZF. Và bên phía Sài Gòn Phantom lấy đi người chơi đường giữa của phía Cyber Esports với điểm hạ gục truyền thuyết của Bâng. Trong khi đó thì Đồng Năm tấn công vào khu vực đường giữa, long kiếm hạ gục Dian. Sau đó thì Bâng tiếp tục có thêm được một điểm hạ gục nữa, 5 người của Sài Gòn Phantom. Trong khi đó thì Cyber Esports chỉ còn lại 2 người mà thôi. Và như vậy là không cần đến Đồng Năm trong pha thi đấu đó thì 4 thành viên của Sài Gòn Phantom vẫn tràn lên và lấy đi rất nhiều những mạng hạ gục. Và khi anh Năm quay trở lại thì chiến thắng dành cho Sài Gòn Phantom, không cần quét sạch đi Cyber Esports, nhưng đó là 1-0 dành cho Sài Gòn Phantom. 1-0 dành cho Sài Gòn Phantom. Một ván thi đấu có tiết tấu rất nhanh từ khoảng phút thi đấu thứ 5 cho đến thời điểm mà ván thi đấu khép lại với những màn lăn cầu tuyết tốt Bâng đến từ bộ đôi Bâng và Đồng Năm cùng với những chất tướng là Lữ Bố và Airy.
Còn việc họ có vận hành được nó hay không thì có lẽ nó không phụ thuộc vào trách nhiệm của Polo, bởi đây là một bài đánh đã mang lại rất nhiều thành công dành cho Sài Gòn Pha Tôm. Đúng là như vậy, Dian cùng với Huy DZ ngay lập tức đã bị cấu đi một lượng máu tương đối, nhưng họ vẫn sẽ có mặt ở khu vực hang bùa đỏ để phòng ngự rừng. Trong khi đó thì ở đây Đồng Năm cùng với Zeref tiến ra để chặn tơn lính đầu tiên khu vực đường trên giữa hai cái trụ và quấy phá vào khu vực bùa xanh. Như vậy thì không biết là Judas không, như vậy là Case đã giữ lại con bùa xanh dành cho Judas, và có lẽ là Judas chỉ mất đi một con quái con ở trên bản đồ mà thôi. Trong mùa giải năm nay thì rất nhiều lần Sài Gòn Pha Tôm ép dụng cái lối đánh như thế này, đó là lối đánh ép vào cả hai bên phía phần đường của đối phương và làm cho đối phương phải lúng túng, hoặc ít nhất là họ sẽ chủ động trong giai đoạn đầu của trận đấu để cướp đi một con quái con, và họ thường thành công ở trong những ngày thi đấu vừa qua. Bây giờ thì Sài Gòn Pha Tôm đang có thế chủ động một cách rõ ràng hơn rất nhiều so với bên phía của đối phương, dựa vào sự linh hoạt và tự tin trong di chuyển ở trong những bước đi đầu tiên thì bơm sang và không mất cho mình quá nhiều thời gian, và anh ta chỉ đơn giản là không ăn đi cho mình tơn lính đường giữa của Lạc Lạc mà thôi. Và Judas cũng đang phải bỏ mục tiêu ở trong tình huống này khi mà anh ta đang đi chậm hơn so với đối phương rất nhiều. Anh ta chưa có cấp độ 4 và bây giờ mới có cấp độ 4. Ở đây thì Đồng Năm và Zeref liệu có hơi liều hay không? Không, Bâm cũng xuất hiện ở đây và sẽ là một pha ép sân để ăn bùa đến từ bên phía của Saber, của Sài Gòn Pha Tôm. 120 ký là điểm Castrol Power 1 thần tốc dành cho bên phía Sài Gòn Pha Tôm trong một tình huống mà họ lấy 3 đánh 2. Và Bâm chưa muốn dừng lại, nhảy qua khu vực hang của con thằn lằn, sau đó chính xác là con cóc, để bắn vào vị trí của cây, rất bắn vào vị trí của người chơi Judas đang bị ra đạo nhắm tới và băng thẳng vào đến từ Đồng Năm với cái ngất ngư của mình. Nhưng Đồng Năm chưa cứng đến như vậy ở thời điểm này, nhưng rất tốt, đó là một pha băng vào rất tốt của Đồng Năm, mặc dù Judas ở đó để câu kéo Đồng Năm băng vào, nhưng tôi nói rằng đó một pha băng vào vẫn là tốt của Đồng Năm, bởi nếu như muốn anh ta có thể quay trở về với thần môn. Và vị trí đường này cũng không phải là vị trí đường của anh ta, nên anh ta vẫn cần phải có một pha ép góc vào vị trí của Judas để cướp bùa. Và anh ta thành công rồi, anh ta đã giúp cho Bông cũng như những người đồng đội của mình có được cho mình một thế trận rất ưu ở trong hang bùa xanh, mà thậm chí anh ta vẫn còn đang rất nhởn nhơ và không gặp một nguy hiểm nào cả trong đúng là như vậy. Pha đó thì Đồng Năm đã về nhà với thần môn và quay ngược trở lại với thần vực, rồi lại di chuyển lên khu vực đường trên để chặn tơn lính mà 120 ký đẩy được trong khoảng thời gian mà Đồng Năm xuất hiện ở nửa dưới bản đồ, giúp cho Bông có được con bùa đỏ của Judas. Zeref và Đồng Năm mới là bộ đôi ở trong trận đấu này, và đó là một bộ đôi đang rất mạnh, họ quấy phá đối phương và sau đó lùi về được, nhưng lần này thì không dễ dàng như vậy dành cho Zeref. Silver Esports rất nóng mắt, họ gọi 5 người trong ván thi đấu đó để bắt vào bộ đôi thường xuyên quấy phá khu vực hang bùa xanh của Judas trong ván thi đấu này. Số 3 rồi, quá khó dành cho Nakrod của Judas khi phải đụng độ với Elandor của Bâng tại thời điểm này. Và vừa nhắc đến Bâng thì Bâng đã hạ gục được 120 ký ở nửa dưới bản đồ, sau đó sử dụng thần vực tiến lên khu vực nửa trên, tiếp cận vào con tà thần xây ra một cách cực kỳ nhanh chóng và đơn giản. Rui có được cho mình 13 ván thắng tính đến thời điểm hiện tại, và 9 trong số đó nằm trên tay của Sài Gòn Phantom cùng với Sever Resort. Và ở trong trận đấu này chúng ta một lần nữa đang được thấy sự biến ảo và khó chịu đến từ vị tướng Rui và thậm chí là từ cặp Rui Elandor muốn làm để giúp cho quá trình snowball của bên phía Sài Gòn Pha Tôm bị chậm lại, nhưng đã đạo bật lên phát hiện vị trí của Judas rồi. Bây giờ Judas chắc chắn là không còn đường về nữa trong pha thi đấu này. Mặc dù là Judas đã rất cố gắng nhưng nó chỉ là để câu kéo thời gian mà thôi. Tuy nhiên thì nên nhớ rằng bên phía của Sài Gòn Tôm bây giờ mới thả tà thần xe ra và họ có vật Rui để ship đi ship về. Chính vì vậy nên nỗ lực đến từ vị trí của Judas là không quá đáng kể khi mà Rui hoàn toàn có thể ship đồng đội của bên phía Sài Gòn Tôm đến. Và đúng là như vậy, họ đã tiếp tục kéo quân lên và Đồng Năm bọc đầu, thêm vào đó nữa là cả Lạc Lạc hất tung lên sử dụng cho mình lô cốt tử quang và sau đó là pháo tử quang. Sài Gòn Pha Tôm vẫn đang tiếp tục đuổi toàn bộ thành viên của Severus Esports phải lui về. Đó là một tình huống 4 người của Sever Esports có tốc biến đến từ WDZ để tạo ra đột biến với cú bạo lá, nhưng 4 người đánh mà trợ thủ bên phía Sài Gòn Pha Tôm mới mất đi một ít máu mà thôi. Nhưng đây là tình huống mà Judas đã xuất hiện rất đầy, nhưng đáng tiếc dành cho Sever Esports khi cú double kill vừa rồi chỉ bóc được hai cái chuyển sinh của bên phía Sài Gòn Pha Tôm mà thôi. Trong khi đó thì Đồng Năm đã quá húng khi dùng ra đạo bay thẳng vào tế đàn nhà đối phương để rồi là người thứ 3 phải lên bảng đếm số của Sài Gòn Pha Tôm ở trong ván thi đấu này. Có thể có được cho mình cả thần xây ra lẫn dòng bạo chúa, và hơn thế nữa họ sẽ có được đầy đủ bổ trợ của tất cả các thành viên và cả chiêu cuối đến từ vị trí của Lạc Lạc nữa. Chiêu cuối vô cùng quan trọng cho việc ép trụ, nhưng họ đã quyết định ép trụ sớm hơn, họ muốn lấy đi luôn cái trụ này trước khi lấy đi cả trận đấu. Đây là pha sử dụng cho mình pháo tử quang rất đẹp đến từ Lạc Lạc. Đồng Năm càn nước, sau đó bật lên thuẫn nham thạch và tùy đi. Bâng bắn quá đau và Red cũng là tương tự, và thêm một điểm hạ gục. Sài Gòn Tôm có lẽ chưa cần phải vội, nhưng họ quyết định sẽ lao vào trong tình huống này rồi.
Họ đang quyết định lao vào với lợi thế hơn một người. Judas tiến ra tìm thấy vị trí của Lạc bấm băng xương. Và ván đấu khép lại, tỷ số được nâng lên là 2-0 dành cho những bóng ma Sài Thành rất nhanh. Thậm chí chưa cần thêm một điểm hạ gục nào nữa thì Sài Gòn Tôm vẫn hạ gục đi đối phương, chưa cần tà thần xe ra. Thời điểm sớm của trận thi đấu, phút thứ 14, Sài Gòn Tôm giải quyết luôn ván đấu này. Theo cái kiểu gọi là thiên biến vạn hóa hơn, thay vì những bài đánh cố hữu mà mình đã có, Sài Gòn Tôm đang rất muốn làm điều đó. Bright cùng với Sinestra cũng là hai vị tướng tương đối giống nhau khi có cả hai dạng đánh xa và đánh gần. Cũng có khả năng cấu máu ở xa và cũng có khả năng dồn sát thương vâng, chuyển sang dạng. Cả ZF lẫn đầu năm vừa rồi thì đều bị cấu máu đi rất nhiều. Judas chưa có thay máu đâu, đang bị mất rất nhiều máu. Nhưng đây là sự xuất hiện đến từ WDZ, đá bâng về vị trí Judas. Thiếu chút nữa khiến cho Judas phải lên bảng đếm số. Và một lần nữa thì Castrol Power One thần tốc lại thuộc về bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phát Tôm. Và cú đá vừa rồi của WDZ có lẽ là sai, khi mà nó khiến cho Judas, cú đặt cháp của Judas hình như cũng không được mắc tầm. Và bây giờ thì 120 ký muốn lùi về với chiêu của Rui và anh ta thành công. Làm ép trụ đó là Sebring Sport. Ở game hiện tại họ có 4 thành viên tập trung ở đường dưới, nhưng họ cũng chỉ muốn xâm lăng vào bên phía phần rừng của đối phương mà thôi. Và đây sẽ là pha thân xâm lăng đánh thẳng vào vị trí của Bright để khiến cho Bright phải lùi đi. Nhưng 120 ký vào hơi sâu thì phải, anh ta có về được hay không? Không về được nữa rồi. Băng có điểm hạ gục, đã cướp được mùa. Nhưng đây là cú đẩy đến từ vị trí của Đồng Năm, băng vào đến từ vị trí của Red. Sài Gòn Văn Tôm đang muốn phản công, Đồng Năm vẫn tiếp tục lao lên. Dù đắc là điểm hạ gục đầu tiên, thêm vào đó nữa thì Case không thể lùi về ở trong tình huống này, bởi nếu không thì đối phương sẽ đẩy ra một điểm hạ gục dành cho Sài Gòn Văn Tôm. Ở dưới chân người đi rừng bên phía Severus Esports nữa rồi. 3-0 dành cho bên phía Sài Gòn Phantom. Mặc dù về mặt thế trận, Sài Gòn Esports vẫn đang là người cố gắng chủ động. WDZ rất thấp máu, mất đi cho mình phù hiệu quả cầu băng xương, cố gắng thể hiện những pha thi đấu cuối cùng trước khi phải lên bảng điểm số. Bởi đó là một pha tốc biến hụt đến từ vị trí của WDZ thì phải. Rõ ràng là Sài Gòn Phantom vẫn đang có một thế trận ưu, và họ sẽ tiếp tục phá đi bài đánh Rui đến từ Severus một lần nữa chẳng. Sài Gòn Esports có 5 trận đánh Rui và chỉ thắng 4. Và bây giờ đang là một trận đánh tiếp tục là khó khăn với Sài Gòn Esports. 120 ký là điểm hạ gục thứ 3 liên tiếp mà Bâng có được ở trong ván thi đấu này. Một 120 ký lì lợm của những vòng thi đấu trước đang không xuất hiện ở trong ngày hôm nay, khi mà Đồng Năm cùng với Bâng có quá nhiều sức ép. Đây là một tình huống mà Bâng cùng với ZF và Lạc tiến thẳng vào, cố gắng lấy đi đường lính siêu cấp đầu tiên, hạ gục người chơi đi rừng của Vino thêm một lần nữa. Red cũng đang tới cùng với Đồng Năm, 4 người ở đây. Và Red có điểm hạ gục của WDZ rồi, tân lính vào, và đó sẽ là đường lính siêu cấp đầu tiên mà Sài Gòn Phantom có được ở ngay phút thi đấu thứ 7 mà thôi. Đang chưa tìm thấy lý do để Sài Gòn Phantom có thể thua được ở trong ngày thi đấu hôm nay. Tâm điểm đang chuẩn bị trở thành điểm tâm rồi, khi mà Bright của Bâng đang rất khỏe để có thể snowball ở thời điểm này. WDZ lên bảng đếm số, sát thương cuối cùng thuộc về Đồng Năm. Nhưng chúng ta có thể thấy là sát thương dồn vào đến từ Bright của Bâng là lớn đến như thế nào. Bâng cũng đang rất tự tin. Case chỉ còn nửa cây máu mà thôi. Đây là sự xuất hiện của 120 ký. Nhưng những sự xuất hiện của bên phía Severus Esports đang là hơi rời rạc nhau một chút. Một viên viễn trình kích tốt đến từ vị trí của Dian, nó khiến cho Bâng thấp máu. Bâng vẫn còn trong khi cuối. Đó thì 120 ký co quay cùng với Red để dọn đi tơn lính, được đẩy vào cái trụ thứ hai ở khu vực đường rồng. ZF đang bị tấn công bởi Judas, nhưng Đồng Năm cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Với chất tướng Sinestra thì Judas có thể cân hai được trong pha thi đấu này. Nhưng bộ đôi bên phía Sài Gòn Phantom cũng là cực kỳ lì lợm, và họ chờ đợi được thêm lạc nữa, và Judas phải lên bảng đếm số, mất đi cái chuyển sinh thứ hai của mình ở trong ván thi đấu này ở phút thứ 9 dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Và đây là điểm hạ gục thứ 10 chăng? Có lẽ Judas sẽ là điểm hạ gục thứ 10. Đồng Năm vẫn chưa muốn dừng lại. Một chiêu ai, một cú đẩy, và Dian sẽ là điểm hạ gục thứ 11. Sài Gòn Phantom vẫn đang có một perfect game trong tình huống này. Không, mất đi một con rồng duy nhất mà thôi. Mất một con rồng duy nhất, và liệu bên phía Sài Gòn Phantom có kết thúc trận thi đấu tâm điểm này ở một quãng thời gian rất sớm hay không đây, khi họ đang có 5 người tràn vào, 120 ký kích hoạt ra. Đạo đang cố gắng để có thể câu thời gian và kéo máu thành viên bên phía Sài Gòn Phantom. Case cùng với WDZ cũng đang cố gắng làm tất cả để chờ đợi hai chủ lực của mình quay trở lại, là Judas cùng với Dian. Judas đã quay trở lại rồi, nhưng lính đang vào. Sài Gòn Phantom đang đánh nhà, Bâng thấp máu, Bâng bị shut down rồi. Nhưng chiến thắng 3-0 dành cho Sài Gòn Phantom ở trong trận thi đấu này, và họ sẽ chỉ có một niềm an ủi duy nhất là có thể sắp đào được Bâng trước khi cái nhà chính bị phá hủy mà thôi. Severus Esports thua 0-3 ở trong ngày thi đấu hôm nay. Như vậy trận thi đấu này vẫn là một trận thi đấu có viễn cảnh giống với trận thi đấu đầu tiên ở trong ngày thi đấu hôm nay, với tỷ số là 3-0 dành cho đại diện đang đứng đầu ở bảng xếp hạng. Sài Gòn Phantom khẳng định được sức mạnh, còn Severus thì rõ ràng họ đang tích lũy điểm số rất tốt trước ngày hôm nay. Nhưng sau trận đấu với nhà đương kim vô địch thì Severus sẽ bị tụt lại.